Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, từ đêm nay miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa dông trái mùa trên diện rộng. Nguyên nhân là do một rãnh áp thấp có đới gió Tây ở độ cao từ 3.000 đến 5.000 mét đang di chuyển từ vùng Thượng Lào sang. Trong đêm nay và ngày mai, cả miền Bắc sẽ có mưa rào. Trọng tâm của đợt mưa dông lần này sẽ xảy ra từ đêm nay đến hết ngày 27 tháng 1. Với tổng lượng mưa nhiều nơi ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi mưa to trên 150 mm. Bên cạnh đó, khoảng đêm nay 16 tháng 1 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới ảnh hưởng đến phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Từ ngày mai 17 tháng 1, ở Bắc Bộ trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 15 độ, vùng núi từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Đợt rét đậm rét hại này sẽ kéo dài cho tới ngày 20 tháng 1. Miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh mới được tràn xuống. Đến tối do và có mưa đêm mai nên nhiệt độ khi khối không khí lạnh tràn Bắc xuống, Bộ giảm Bắc dần, Trung Bộ hào trời chuyển rét từ với nhiệt độ thấp hơn 2 độ, biến từ 14 cao hơn 17 độ, lưu xuống khu vực miền Trung. Trong đêm nay và ngày mai, miền Trung chỉ có mưa ở một vài nơi. Trời nắng nhẹ ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, với nhiệt độ ngày ở khu vực này tăng lên mức từ 24 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm, nhiệt độ ngày cao từ 27 đến 30 độ. Lưu xuống các tỉnh phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nên nhiệt ngày đêm đều có xu hướng tăng lên. Thấp nhất trong đêm nay ở khu vực Tây Nguyên từ 17 đến 20 độ, còn ở Nam Bộ ngưỡng nhiệt từ 20 đến 23 độ. Sáng đến ngày mai, trời nắng mạnh từ sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ ngưỡng nhiệt từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, từ đêm nay sang đến ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Từ đêm mai 17 tháng 1, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.